Có cửa gì để đi cây vậy? Ôi thì dập cho một nốt nhạc. Dập cho một nốt nhạc. Anh đang ở đâu đấy? Đang ở một nơi hạnh phúc mà không có ai đó. Nhưng mà anh đang ở đâu? Đang ở trong tim mày. Vãi cả trong tim mày, sợ ma. Trong tim em chả có ai hết. Thế à? Ờ. Thế tưởng là đi ngủ cả ngày. Thì đi ngủ rồi còn gì? Ơ con này bị điên à? Chuẩn bị cũng chuẩn bị đi không. Ngủ để đi về Việt Nam đây. Ai ngủ cả sáng cả trưa cả chiều cả tối. Thì đúng rồi. Anh có chơi PK với em không? Ngồi bên kia coi. Trời. Bây giờ thằng nào thua chống đẩy 10 cái nhá. Ok. Đầu con moi không phải, mình là đầu bổ đôi. Cuộc đời. Ai đằng sau anh đấy? Đấy. Phải làm gì? Quan tâm gì nhau đâu. Mai em về Việt Nam rồi. Biết rồi. Này là như nào ý? Cái logo Việt Nam mấy bà Indo này không về Việt Nam thì chết đói ở đây à? Ai nuôi? Người từng rất thương. Ôi bật cái nhạc vui lên, sao bật nhạc buồn thế? Thì mai về rồi thì vui làm sao được? Thì ở lại. Ô, ở này thì ở Việt Nam ai làm cho em? Thì buồn nữa. Ồ thế nên bây giờ bật nhạc cũng lại bị cấm à? Giờ còn cái gì dạ. Cấm nốt đi. Không không không, làm gì cũng được. Biết là mày thích. Mày thích. Thế đấy có mắc luôn. Yếu quá, mạng giật đùng đùng. Cảm ơn đơn nha. Anh muốn chúc phúc cho em, nhưng mà chẳng không hình nguyện. Cái gì á? Để đến bên em lần cuối rồi anh đi. Hoài niệm mà cứ giết anh trong giấc mơ đến từng hơi thở. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Đơ, anh Tao Gút, cảm ơn Trang Run, cảm ơn chị Ba, cảm ơn Fida, Fidi, cảm ơn bé Vi, cảm ơn chị Phương Trần, cảm ơn Messi. Ui, anh cảm ơn em. Dương vẫn nhìn về phía em. Cái gì đấy mà con mụ kia, con mụ bún bò Huế kia, cái gì mà avatar đẹp. Thôi anh dừng xe rồi anh chống đẩy luôn đi. Gì đấy? Làm gì còn cơ hội nữa đâu. Hôm trước mày nợ kèo tao mày chưa trả. Hôm nào? Hôm hôm thì em không quan tâm, em quên rồi. Bây giờ cái vấn đề là ngày hôm nay. Thế thì cho xin tiền Trang. Lại thế thì cho xin tiền để mua điện thoại mới. Ờ hết tiền rồi. Thế tiền mua điện thoại mới thì mượn điện thoại thì tao lại cho mượn tiếp, khi nào cần thì cho mượn. Anh cho em mượn điện thoại. Ừ đưa đây cho em mượn cái điện thoại 13 Pro Max đây. Hôm trước mượn rồi đây. Ở đâu? Hôm trước nó trả đâu.
anh chưa trả em á? Người nhà mày chưa trả tao. Như thế nào? Buồn quá. Có những nỗi mọi người ơi, đừng để mình thua cái gì là 46.000 vậy. Trời ơi. Trời ơi. Sao thế nhở? Sao buồn thế nhở? Nỗi buồn vây quanh trái tim vẫn đớn đau vì nhớ em. Ra vẻ nhở? Hôm nay ra vẻ quá. Ra vẻ gì? Ra vẻ buồn buồn ý. Deep deep á. Một người nói nơi mình dành cho nhau. Anh sống lại đi. Tôi mất chuỗi rồi thì bye. Trời mơ chi, ngày ánh nắng không có nơi đây.